Cô xin chào các em học sinh lớp 5. Hôm nay, cô và các em sẽ tìm hiểu tiết tập làm văn trong sách giáo khoa trang 63 và trang 66, ôn tập về tả đồ vật. Chúng ta có hai nhiệm vụ thực hiện trong bài học này. Một, lập dàn ý miêu tả một trong các đồ vật sau đây. A, quyển sách tiếng Việt Nam tập 2. B, cái đồng hồ báo thức. C, một đồ vật trong nhà mà em yêu thích. D, một đồ vật hoặc một món quà có ý nghĩa sâu sắc với em. E, một đồ vật trong viện bảo tàng hoặc trong nhà truyền thống mà em đã có dịp quan sát. 2. Viết một đoạn văn khoảng 5 câu tả hình dáng hoặc công dụng của một đồ vật gần gũi với em. Để thực hiện được các nhiệm vụ, các em cần ôn lại cấu tạo của bài văn tả đồ vật đã học ở lớp 4. Ở lớp 4, bài văn tả đồ vật gồm 3 phần: mở bài, thân bài, kết bài. Để biết mỗi phần của bài văn tả đồ vật cần viết những nội dung nào, chúng ta cùng phân tích bài văn sau. Đây là bài văn cái áo của ba. Nhiệm vụ của các em là đọc thầm bài văn này và tìm cho cô các phần mở bài, thân bài, kết bài nhé. Để hiểu nội dung của bài, cô sẽ giải thích một số từ ngữ cho các em hiểu. Bạn đồng hành, bạn cùng đi đường. Vén khéo, khéo léo, đảm đang. Măng xét, cửa tay áo sơ mi có lớp lót bằng chất liệu đặc biệt cho cứng. Đây là hình ảnh chiếc áo quân phục được làm từ vải Tô Châu, một loại vải sản xuất ở thành phố Tô Châu, Trung Quốc. Bài văn này miêu tả cái áo sơ mi của một bạn nhỏ được may lại từ chiếc áo quân phục của người cha đã hy sinh. Các em biết không, ngày trước, cách đây vài chục năm, đất nước còn rất nghèo, học sinh đến trường chưa mặc đồng phục như hiện nay. Nhiều bạn mặc áo, quần sửa lại từ quần áo cũ của cha mẹ hoặc anh chị đấy các em ạ. Bây giờ, cô mời các em hãy đọc thầm lại bài văn để tìm hiểu các phần mở bài, thân bài, kết bài. Các em chú ý nói rõ mở bài theo kiểu trực tiếp hay gián tiếp, kết bài kiểu mở rộng hay không mở rộng. Các em đã làm việc cá nhân xong, cô mời các em cùng quan sát câu trả lời. Mở bài từ đầu đến màu cỏ úa, mở bài kiểu trực tiếp. Thân bài từ chiếc áo sờn vai đến chiếc áo quân phục cũ của ba. Trong phần thân bài, bạn nhỏ đã tả bao quát cái áo, xinh xinh, trông rất oách, tả những bộ phận có đặc điểm cụ thể như những đường khâu, hàng khuy, cổ áo, cầu vai, măng xét và nêu công dụng của cái áo, cũng như tình cảm đối với cái áo. Mặc áo vào, tôi có cảm giác như vòng tay ba mạnh mẽ và yêu thương đang ôm lấy tôi, như được dựa vào lồng ngực ấm áp của ba, tôi chững chạc như một anh lính tí hon. Kết bài phần còn lại, kết bài kiểu mở rộng. Như vậy, khi lập dàn ý cho bài văn tả đồ vật, các em cần tìm ý cho bài văn theo gợi ý sau. Mở bài, giới thiệu đồ vật em định tả là gì? Em thấy nó hoặc có nó khi nào? Thân bài, tả bao quát hình dáng của đồ vật. Nhìn từ xa, nhìn gần, có gì đặc biệt về kích thước, màu sắc? Tả các bộ phận của đồ vật, hình thù, màu sắc, kích thước của từng bộ phận. Có thể tả từ ngoài vào trong, từ trên xuống dưới, hoặc từ trong ra ngoài, từ dưới lên trên và nêu công dụng của đồ vật. Kết bài,
Em có cảm nghĩ gì trước vẻ đẹp và công dụng của đồ vật? Để viết đoạn văn, bài văn hay, chúng ta phải tìm cách so sánh, nhân hóa các sự vật trong bài. Cô và các em cùng tìm hiểu cái hay của hình ảnh so sánh và nhân hóa trong bài văn cái áo của ba nào. Những hình ảnh so sánh trong bài văn đó là những đường khâu đều đặn như khâu máy, hàng khuy thẳng tắp như hàng quân trong đội duyệt binh, cái cổ áo như hai cái lá non, cái cầu vai y hệt như chiếc áo quân phục thực sự. Mặc áo vào, tôi có cảm giác như vòng tay ba mạnh mẽ và yêu thương đang ôm lấy tôi, như được dựa vào lồng ngực ấm áp của ba. Tôi chững chạc như một anh lính tí hon. Những hình ảnh nhân hóa có trong bài đó là người bạn đồng hành quý báu, cái măng sét ôm khít lấy cổ tay tôi. Nhờ khả năng quan sát tinh tế, cách dùng từ ngữ miêu tả chính xác, cách sử dụng linh hoạt các biện pháp so sánh, nhân hóa, cùng tình cảm trân trọng, mến thương cái áo của người cha đã hy sinh, tác giả đã có được một bài văn miêu tả chân thực và cảm động. Như vậy, chúng ta vừa ôn lại cấu tạo của bài văn tả đồ vật và cách viết đoạn văn, bài văn hay hơn. Các em cần ghi nhớ một số ý sau. Bài văn miêu tả đồ vật gồm có 3 phần: mở bài, thân bài và kết bài. Có thể mở bài trực tiếp hoặc gián tiếp, kết bài mở rộng hoặc không mở rộng. Trong phần thân bài, trước hết ta tả bao quát toàn bộ đồ vật, rồi đi vào tả những bộ phận có đặc điểm nổi bật. Muốn miêu tả đồ vật phải quan sát đồ vật theo trình tự hợp lý, bằng nhiều cách khác nhau: mắt nhìn, tai nghe, tay sờ. Có thể vận dụng những biện pháp nhân hóa, so sánh để giúp cho bài văn thêm sinh động và hấp dẫn hơn. Dựa vào kiến thức các em vừa ôn tập về văn tả đồ vật, các em hãy thực hiện hai nhiệm vụ của mình. Một, lập dàn ý miêu tả một trong các đồ vật sau đây. A, quyển sách tiếng Việt năm tập 2. B, cái đồng hồ báo thức. C, một đồ vật trong nhà mà em yêu thích. D, một đồ vật hoặc một món quà có ý nghĩa sâu sắc với em. E, một đồ vật trong viện bảo tàng hoặc trong nhà truyền thống mà em đã có dịp quan sát. Hai, viết một đoạn văn khoảng 5 câu tả hình dáng hoặc công dụng của một đồ vật gần gũi với em. Và nhiệm vụ tuần sau của các em sẽ là dựa vào dàn ý các em đã lập ở bài hôm nay, viết bài văn tả đồ vật đó. Tiết học của chúng ta đến đây là hết. Cô xin chào và hẹn gặp lại các em trong tiết học sau.